quý vị vẫn đang giữ bản tin của Việt Mỹ Television. Phương Linh xin mời quý vị đến với bản tin Việt Nam cùng với xứng viên Tuyết Nhi. Kính thưa quý vị, sau một bản tin có liên quan đến Thanh Hóa, công nhân tiếp tục đình công vì doanh nghiệp bội tính. Hàng trăm công nhân công ty thương nghiệp hàng hóa Mai Vạn Hà tiếp tục đình công đòi quyền lợi. Hàng trăm công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn Mai Vạn Hà ở Thanh Hóa liên tiếp đình công trong 4 tháng để đòi quyền lợi. Nguyên nhân các công nhân tham gia đình công vào sáng ngày 17 tháng 4 là do công ty Mai Vạn Hà không thực hiện đúng cam kết của công ty với người lao động như tiền lương thấp, không thanh toán đủ tiền tăng ca, không đảm bảo quyền lợi, bảo hiểm. Đại diện của chính quyền Cộng sản đến hiện trường để đối thoại với công nhân và được cho biết đây là lần thứ hai họ đình công. Lần trước đây diễn ra vào hôm 15 tháng 4 nhưng vẫn không được công ty giải quyết các yêu cầu thỏa đáng cho công nhân. Chính quyền Cộng sản huyện Thiệu Hóa nói với báo giới trong nước đang chờ báo cáo về nội dung cuộc đối thoại để yêu cầu công ty Mai Vạn Hà thực hiện đúng cam kết với công nhân. Vào ngày 18 tháng 4, lực lượng chức năng Cộng sản tỉnh Đồng Nai đã bắt quả tang một xe container chở hơn 4 tấn vú heo thối từ Bắc đưa vào miền Nam để tiêu thụ. Theo đó, vào khoảng 11 giờ vào ngày 18 tháng 4, khi xe container mang bảng số 51R112776 do tài xế Lê Cao Tiến điều khiển lưu thông trên quốc lộ 1 đến khu vực trạm cân cầu dây Đồng Nai thì bị yêu cầu dừng xe kiểm tra. Cơ quan chức năng Cộng sản phát hiện trên container chở tổng cộng 85 bao tải loại 50kg một bao. Bên trong các bao tải là thùng xốp chứa vú heo đã bốc mùi hôi thối, tổng khối lượng hơn 4 tấn. Tài xế khai số hàng trên chở thuê cho một cơ sở Hà Nội đưa vào tỉnh Long An tiêu thụ. Tuy nhiên, tài xế không xuất trình được giấy tờ liên quan đến nguồn hàng như giấy kiểm dịch, chứng từ, chứng minh xuất xứ, nguồn gốc. Ba cô gái làm nhục người khác chờ lãnh án. Vào ngày 18 tháng 4, Công an Cộng sản huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam đã đề nghị truy tố Lê Thị Phương Huyền 17 tuổi, Lê Thị Huyền Trang 19 tuổi và Văn Thị Mỹ Dung 18 tuổi về tội làm nhục người khác. Ngoài ra, Trang còn bị đề nghị truy tố tội cố ý gây thương tích. Theo hồ sơ, chiều ngày 18 tháng 1 trên mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh và các đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái bị một nhóm 4 cô gái đánh đập dã man tại một quán cà phê ở thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc. Nạn nhân là LTBT 16 tuổi. Đoạn clip cũng cho thấy dù nạn nhân liên tục kêu la, van xin nhưng nhóm người này vẫn lao vào lột quần áo, làm nhục nạn nhân ngay tại quán. Toàn bộ vụ việc được quay lại rồi phát trực tiếp trên trang Facebook cá nhân. Theo lời khai của Quyền thì do mâu thuẫn từ phía giữa nạn nhân Thi và Trang nên chiều ngày 18 tháng 1 Trang rủ thêm Hoàng, Dung, Huyền đến quán cà phê nơi Thi làm rồi đánh và lột quần áo nạn nhân ngay giữa quán. Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Nam sau khi giám định kết luận tỷ lệ tổn hại sức khỏe của Thi là 6%. Về phần dân sự, người bị hại là LTBT yêu cầu bồi thường số tiền 315.900 đồng, gia đình Trang, Huyền Dung đã đưa tổng cộng 10 triệu đồng. Kính thưa quý vị, vào ngày 17 tháng 4 có một vụ nhảy cầu xảy ra tại Cần Thơ. Kính thưa quý vị, theo nhân chứng vào khoảng 22 giờ 40 ngày 17 tháng 4, anh Huỳnh Văn Út Đi, 33 tuổi, sau khi uống rượu về cãi nhau với vợ là Phan Thị Yêu Thi, 34 tuổi. Sau đó anh Đi lấy xe máy chạy đi và nói với chị Thi sẽ lên cầu Cần Thơ tự vẫn. Sợ chồng tự vẫn, chị Thi gọi người thân chạy theo xe để ngăn cản. Tuy nhiên, khi xe chị Thi vừa lên tới giữa cầu thì anh Đi đã nhảy xuống cầu Cần Thơ và mất tích. Sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến chị Thi ngất xỉu ngay tại chỗ. Theo chính quyền Cộng sản địa phương, người nhà nạn nhân tìm vừa đến trình báo sự việc vào sáng ngày 18 tháng 4. Lực lượng chức năng Cộng sản cũng đang cố gắng tìm kiếm nạn nhân. Kính thưa quý vị, sau một bản tin khác có liên quan đến Thanh Hóa, cán bộ Cộng sản hù dọa doanh nghiệp để đòi tiền, chỉ bị kiểm điểm. Chính quyền Cộng sản tỉnh Thanh Hóa đã có một hình thức kỷ luật về việc một nhân viên của Chi cục Bảo vệ Môi trường Cộng sản có hành vi nhắn tin, đe dọa và đòi tiền doanh nghiệp. Theo đó, Nguyễn Thăng Long, lái xe của Chi cục, bị kỷ luật với hình thức kéo dài thời hạn nâng lương 6 tháng và cho làm nhân viên bảo vệ. Nguyễn Thị Vi, giữ vai trò Chi cục Phó Cộng sản, chỉ bị yêu cầu kiểm điểm, rút kinh nghiệm vì biết hành vi đòi tiền của Long nhưng lờ đi. Trước đó, đầu năm 2017, đoàn kiểm tra của Chi cục Bảo vệ Môi trường Cộng sản tỉnh Thanh Hóa do Nguyễn Thị Vi làm trưởng đoàn tổ chức kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại công ty Vina, chuyên sản xuất hàng may mặc.
đóng tại huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Sau khi kiểm tra, Long nhắn tin điện thoại cho ông Mai Đình Tiến, phiên dịch của công ty này, với nội dung phải đưa cho Đoàn 6 triệu đồng, nếu không sẽ đưa mẫu vào phân tích, kiểm tra và phạt nặng. Biết được sự việc, lãnh đạo Hiệp hội Dệt may Cộng sản tỉnh Thanh Hóa đã tố hành vi trên với chính quyền tỉnh Thanh Hóa. Sau khi báo chí Cộng sản loan tin về một đường dây bán lao động đi biển, nhiều gia đình đã trình bày về việc có người thân bị bán xuống thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu, đưa đi biển nhưng sau đó mất tích bí ẩn. Trường hợp mới nhất là bà Mã Mỹ Linh, 47 tuổi, kêu cứu về sự mất tích con trai là MTX, 17 tuổi. Theo bà Linh, từ ngày 23 tháng 2, con trai bà cùng một người bạn lên Sài Gòn đi làm tại một quán cơm ở quận 8. Rồi 10 ngày liên tiếp sau đó bà gọi vào điện thoại của con trai nhưng không được. Đến ngày 3 tháng 3, bà Linh tiếp tục gọi, điện thoại đổ chuông nhưng một người đàn ông bắt máy thông báo nó đi biển, chị yên tâm. Kể từ đó cho đến nay, bà không liên lạc được với con. Tôi chỉ có nó là con trai, bố bệnh nặng nên cháu chủ động nghỉ học để đi làm thuê kiếm tiền phụ gia đình. Thế mà người ta nỡ lòng nào lừa nó bán đi biển, giờ mất tích luôn. Bà Linh vừa khóc vừa nói, hiện gia đình đã cầu cứu các cơ quan chức năng cộng sản để tìm con. Anh Ung Văn Linh, 30 tuổi, cũng đã có đơn kêu cứu về việc mất tích của anh trai mình là UVC, 36 tuổi. Theo anh Linh, từ ngày 25 tháng 2, anh C lên Sài Gòn tìm việc. Ít ngày sau đó, gia đình liên lạc thì anh C thông báo ngắn gọn, bị bắt xuống Vũng Tàu đi biển rồi cúp máy. Từ đó cho đến nay, gia đình vẫn không liên lạc được với anh C. Tin buồn, kính thưa quý vị, nữ trung tá Nguyễn Thị Hạnh Nhơn đã vĩnh viễn giã từ gia đình, người thân bằng quyến thuộc và đồng đội vào lúc 1 giờ 45 am vào ngày thứ ba, tức ngày 18 tháng 4 năm 2017, tức là sáng ngày hôm nay tại bệnh viện Fountain Valley, Nam California. Việt Mỹ Television và Việt Mỹ Magazine xin thành thật chia buồn cùng tang quyến. Và thưa quý vị, vừa rồi cũng là những bản tin tức news công ngày của Đài Việt Mỹ Television. Phương Nhi và Tuyết Nhi kính xin chúc quý vị có một ngày thật vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình.